cái thế giới khác. Nó không phải là thế giới của điều kiện. Khi mà cái luồng điện mình tắt rồi, luồng điện nó mất hả? Không mất đâu. Nó sẽ trở về không trung. Mà chúng ta thường kêu, khoa học bây giờ kêu đó là năng lực. Tất cả đều do năng lực mà phát hiện. Chẳng hạn như có học lớp 12 đó, thì mình thấy nước, thì chúng ta là con người, chúng ta thấy là nước, nhưng các nhà khoa học thấy nó là H2O. Một oxy, hai lần hydro. Hydro chúng ta kêu là khinh khí, oxy kêu là dưỡng khí. Thì hydro có một điện tử âm, một điện tử dương. Nha, một điện tử âm nó nằm ở trong, một điện tử dương nó nằm ở ngoài. Còn oxy 16 điện tử dương nằm bên trong, 16 điện tử âm quay bên ngoài. Rồi khi mà bắn bỏ cái điện tử nữa nó thành cái gì? Mất tiêu. Khoa học không biết đi về đâu. Kêu đó là năng lực. Mà Đạo Phật kêu là thức biến. Thì Đức Phật nói chưa đâu, khoa học chưa đâu. Nó chưa phải là năng lực cuối cùng đâu. Khi mà bắn bỏ vật chất hydro rồi nó biến thành cảm giác, thì năng lực cảm giác khoa học chưa nhận được. Chừng nào giữ tám giới nhập định 7 ngày, 10 ngày, 7 tháng thì mới thấy được đó là cảm giác. Chứ nó không phải là năng lực. Rồi khi bắn bỏ cái cảm giác này thì nó biến mất. Thì các cõi trời sắc giới kêu là năng lực. Thì Đức Phật nói chưa phải đâu. Nó là tư tưởng. Tư tưởng nó duy tế hơn cảm giác. Thành ra phải đi tới tứ thiền tứ không mới thấy được cái cảm giác là có hình tướng. Rồi tới tư tưởng là thấy nó không biến mất. Thì các ngài nói tư tưởng là cái thức cuối cùng. Thì Đức Phật nói chưa đâu. Tư tưởng nó biến thành ý chí. Ý chí tức là mình kêu là nghiệp đấy. Tức là chuyển biến sinh diệt từng sát na. Rồi khi bắn bỏ cái ý chí nữa, nó biến thành ra kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Thì các ngài kêu là năng lực. Đức Phật nói đây là năng lực cuối cùng. Tức là còn lại có cái thân trung ấm, mà chúng ta kêu là linh hồn. Linh hồn là cái cuối cùng, nó không bao giờ biến mất. Nó giống như cái dòng nước chảy. Chúng ta xuống dưới ở biển, chúng ta coi cái dòng ở dưới sông, chúng ta thấy cái dòng nước chảy, đó là linh hồn. Thí dụ thôi, cho dễ hiểu, đó là linh hồn của chúng ta. Nó không có tướng. Rồi khi có gió bắc phong, tham sân si, dinh nhục lợi hại, thịnh si khen chê, nó làm cho cái dòng nước linh hồn của chúng ta nó nổi sóng. Khi nổi sóng ta kêu là sóng, chứ không kêu là dòng nước. Quý vị phải để ý chỗ đó. Sóng thì nó có hình, có tướng. Mà có tướng thì sao? Phải có quải. Còn cái dòng nước nó không có tướng, thành ra nó không quải. Nó cứ trôi chảy gì hoài. Mà khi có gió bắc phong tâm si, cái nổi ở cái lượng sóng đó. Thì tôi hỏi quý vị, cho cái dòng nước với cái lượng sóng là một hay là hai? Cái dòng nước nó chảy gì? Nó không có sóng. Nhưng mà khi có gió cái nó có sóng. Thì sóng đó ta đâu kêu dòng nước được. Dòng nước đâu có tướng, mà sóng có tướng. Sống con chó, sống con trâu, sống người ta, sống sắc, sống thọ, sống sắc thân, sống cảm giác, sống tư tưởng, sống ý chí, sống kinh nghiệm, kiến thức. Tất cả đều là sống hết. Nhưng mà dòng nước thì không có sống, nó chỉ là cái hình chảy xuôi thôi. Mà ngoài cái sống ra không có dòng nước, ngoài dòng nước ra không có sống. Sống nương vào dòng nước để phát hiện. Rồi dòng nước nương vào sống để nhận lại. Thành ra người ta tu theo đạo Phật, người ta nương vào sắc thân này, người ta nhận lại cái bất tử. Còn mình đó thì nương vào cái bất tử để tạo ra cái sắc thân này. Hai cái nó khác. Hiểu không? Không hiểu thì thôi. Đó, thành ra chúng ta tu là chúng ta lấy cái sắc thân này làm tôi, của tôi. Rồi lấy cái cảm giác là tôi, của tôi. Rồi lấy cái tư tưởng là tôi, là của tôi. Tư tưởng là ác nhất. Nó tạo ra biết bao nhiêu cái. Đói bụng thì ăn cái gì cũng được không? Tư tưởng nói phải ăn thịt bò bảy món. Khát nước thì tư tưởng nó nói
tôi ghiền cái cà phê, tôi ghiền bia thì do tư tưởng bài xé. Quý vị ngồi đây muốn đứng dậy đi về, tư tưởng nó không được à, sư giảng hay mày phải ngồi nghe. Thì cái chân đâu dám nhúc nhích, cái chân muốn đi là do tư tưởng sai khiến. Cái miệng mà muốn uống bia cũng do tư tưởng sai. Chứ khát nước thì cái gì quất vô đã khát thôi. Họ uống nước, nước mưa, uống nước khoáng, rút vô được. Tôi tưởng nó không được à, tôi muốn uống bia à. Thì nó sai cái miệng sinh, cái thân đi kiếm tiền để mua. Thì nó sai cái thân phải đi, nó sai cái miệng thì cái miệng phải nói. Thì cái miệng, cái thân là tai sai của tư tưởng. Mà tư tưởng là cái hiểu biết của chúng ta. Mà cái hiểu biết sai lầm thì cái xác thân này làm việc ác, cái miệng nói việc ác. Thì ngay bây giờ, hết giờ, 1 tiếng 15 phút, tôi tính giảng 1 tiếng thôi, không mà tôi nhiều chuyện quá, tôi ra nhiều. Thì chúng ta thấy tất cả đều do tư tưởng mình. Thành ra quý vị muốn cho tư tưởng được thông minh, được sáng suốt của cõi trời, thì trước tiên quý vị phải quy tam bảo, thọ trì năm giới. Rồi cái thân an rồi, quý vị mới bắt đầu cái tâm quý vị niệm Phật, tập trung kỹ mạnh lâu sâu đè nó xuống. Những cái tư tưởng ác tới gạt bỏ. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 được rồi, niệm Phật khỏi đếm, được rồi tập trung vào. Câu niệm Phật tới chừng mà nó đầy cái linh hồn rồi, thì nó tràn ra ơn, nó đây mới nhất niệm đấy. Từ đây quý vị muốn giảng sanh dễ dàng thôi. Mà nếu quý vị không phát nguyện sanh về cõi trời, còn phát nguyện A-di-đà ơi, con muốn về cõi Phật của Ngài thôi. Mà hỏi con nhất niệm chưa? Con niệm Phật khỏi đếm được chưa? Con đã quy tâm bảo thọ trì năm giới chưa? Con làm rồi hết rồi. Thì ok, Ngài chấp nhận vô giáo hội. Còn không thì ta không tiếp dẫn được, con vô đây con không có tu được. Con còn ghiền cà phê, ghiền vợ, ghiền con, ghiền tiền bạc, ghiền không đa thì thôi không có vô đây được. Thì lỗi ở mình phải nhất niệm, Phật A-di-đà mới tiếp dẫn. Còn nếu mình tạp niệm thì sao? Thì Đức Phật Thích Ca rất thương mình. Nói giờ nếu con tạp niệm đó, thì con phải nhờ Phật tử. Phước chúng như hải, con nên nhớ mọi người giữ năm giới là 180 vị thần ủng hộ, chư thiên ủng hộ. Thì nếu được 100 người hộ niệm cho con thì cái biết tông này đẩy mạnh lắm. Con đã hết xăng, hết nhớt rồi, bây giờ họ giúp cho xăng cho con thì con nhờ đó con đi được. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng đối với người còn tạp niệm. Nhờ đó mà con giảng sanh không phải tự lực con quá yếu. Ngài ơi, con năn nỉ Ngài, kêu gọi Ngài mà con yếu quá. Thì bây giờ cái ban hộ niệm giúp cho con mạnh. Ban hộ niệm mới năn nỉ A-di-đà thì cảm A-di-đà phải hiển đó thôi. Thì chúng ta thấy pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng trong 10 muôn mật pháp này. Thành ra tôi đi dùng sâu dùng xa tôi cứ tuyên bố pháp môn tịnh độ. Chứ bây giờ quý vị làm sao mà nhận cái Phật tánh, nhận cái bất tử nó khó, tôi còn không biết nhận được chưa, tôi nói thiệt. Còn cái nhất niệm thì tương đối dễ. Còn nếu nhất niệm được quý vị tạp niệm cũng vẫn giảng sanh được. Nếu mà có ban hộ niệm, có người khai thị. Thành ra pháp môn tịnh độ thì nhất niệm giảng sanh. Mà phải phát nguyện nha, không là về cõi trời. Rồi nếu có ban hộ niệm mà tạp niệm, ban hộ niệm cũng có thể giúp giảng sanh. Thì còn cái gì hơn nữa? Mà Đức Phật Thích Ca đã nói một người giảng sanh, một người thành Như Lai. Chỉ có tịnh độ mới dám nói vậy thôi. Nhất niệm thì về cõi trời, nhất niệm làm gì mà thành Như Lai được. Mà tịnh độ dám nói nhất niệm thành Như Lai nếu giảng sanh. Thì tôi nhắc quý vị bây giờ trong thời buổi này, thì quý vị thấy cái thần thức của mình không bao giờ chết. Thì quý vị thường kêu là linh hồn, thì loài thú nó cũng có linh hồn. Thì trước tiên quý vị muốn giảng sanh thì đừng gây thù oán với nó. Đừng gây thù oán với nó. Bởi vì khi chết cái linh hồn nó thù oán, mà chúng ta biết loài thú nó ngu lắm. Mà càng ngu thì thù oán càng dữ. Mà thú càng lớn chừng nào linh hồn càng mạnh chừng ấy. Mà khi chết nó không cho quý vị đi rồi, đó là quý vị khó mà giảng sanh. Tôi đi rồi tôi thấy có nhiều người chết trăn trở hoài.
Quan gia trái chủ, quan gia trái chủ là gì? Là những người lúc mình còn sống mình làm đó, và những cái loài thú lớn kêu là quan gia trái chủ. Nhưng mà pháp môn Tịnh Độ hay nha.